Xin kính chào tất cả khán giả của VTV Cup. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 của Night World V-League 2022. Đây là sân động Pleiku, tỉnh Gia Lai và điều kiện thời tiết ngày hôm nay có thể nói là hoàn hảo cho một trận bóng đỉnh cao của V-League. Thời tiết là 24 độ, độ ẩm là 60%, tốc độ gió là 10 km/h và đây là trận đấu thứ 4 của vòng đấu thứ 8 Night World V-League 2022. Và Tô Văn Vũ, hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tấn công là Việt Cường và Tiến Linh. Tiến Linh là chân sút rất có duyên ghi bàn vào lưới Hoàng Gia Lai. Anh đã có được 5 bàn thắng vào lưới của Hoàng Gia Lai trong những cuộc đối đầu trong những năm gần đây. Tiến Anh đã hoạt động rộng và kết nối tốt với các đồng đội. Một tình huống phối hợp lúng túng giữa Thành Long và Edinson. Có quả phạt góc đầu tiên dành cho Hoàng Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại đường truyền của Brandao và tình huống băng lên rất tốc độ của Nguyễn Phong Hồng Duy. Trận đấu trước thì Hoàng Gia Lai cũng đã ăn một bàn thắng từ tình huống cố định rất đẹp mắt. Như vậy là Văn Toàn đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Một tình huống quá nhanh, quá bất ngờ. Nụ cười của Văn Toàn và niềm vui của một cầu thủ được đánh giá có thể nói là cao nhất trên tấn công của Hoàng Anh Gia Lai trong nhiều mùa giải gần đây. Nhưng đến vòng đấu thứ 8 thì anh mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này. Và với Văn Toàn chắc chắn đây sẽ là một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Và vừa rồi lại là một kịch bản tương đối khác, một cú đá về cột gần. Và Văn Toàn đã tiếp ứng rất tốt. Văn Đào! Đó là một tình huống phòng ngự tốt của Tô Văn Vũ. Becamex Bình Dương đang sắp xếp một đội hình phòng ngự tương đối lạ. Chân giữ hành lang cánh phải là Tô Văn Vũ ở vị trí hậu vệ biên và Edinson ở vị trí tiền vệ biên. Cánh trái thì là sự có mặt của Anh Tài và Thanh Thảo. Chúng ta cùng xem lại cú đá của Xuân Trường. Văn Toàn đã rất nhạy cảm sau khi huấn luyện viên Kiatisak sử dụng Công Phượng ở vị trí tiền vệ tấn công thì đã rất nhiều lần ông khẳng định Văn Toàn là cầu thủ quan trọng nhất của Hoàng Gia Lai trên hàng tấn công. Vừa rồi là một pha xử lý lỗi của Hữu Tuấn, rất may là Văn Lợi đã có được một tình huống chơi bóng tập trung. Xin lỗi trận đấu mùa giải năm ngoái 2021 không biệt vị. Văn Toàn qua người đi. Văn Toàn vẫn là Văn Toàn. Rất tiếc là anh đã bị trượt chân và mất trụ trong tình huống tấn công vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Quan điểm cá nhân tôi thì có vẻ như Toàn chưa ở vào vị trí việt vị. Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG Minh Vương có được thành tích ghi bàn tốt đó là năm 2016. Xuân Trường khá tốt. Minh Vương việt vị mất rồi, không có tiếng còi nào vang lên. Người ghi bàn là Văn Toàn, không có tín hiệu đến từ trợ lý số 1 và đương nhiên rồi, điều đó đồng nghĩa với bàn thắng của Văn Toàn được công nhận. Một tình huống tấn công trung lộ khá hay của các thủ Anh Gia Lai. Nó bắt nguồn từ một pha bật nhả giữa Minh Vương và Lương Xuân Trường ở khu vực trung lộ. Đường truyền rất thông minh của Minh Vương và Brandao đã băng xuống. Pha xử lý của Brandao là mẫu mực, thu hút và sau đó căng ngang để Văn Toàn có một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ là chúng ta phải xem lại những góc quay còn lại để kiểm tra xem Brandao đã việt vị hay chưa. Có vẻ như Brandao chưa việt vị bởi vì ở bên phía cánh phải của Becamex Bình Dương vẫn còn Tô Văn Vũ. Ở góc quay này thì rất khó để có thể xác nhận là Brandao việt vị hay chưa. Nhưng cảm nhận của cá nhân đó là Brandao khi đá nhịp nhàng Minh Vương không vào, nhưng cũng không vào.
liên tục là những tình huống dứt điểm của Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai đang thực sự là thăng hoa trong tình huống vừa rồi. Một pha bóng có thể nói là cực kỳ đẹp mắt. Bình Vương là người đã giành bóng, bật tường với Văn Toàn, cú đánh gót quá kỹ thuật và một tình huống dứt điểm có thể nói là vô cùng hiểm hóc và đẹp mắt của Trần Bình Vương. Thực sự là rất tiếc khi mà Bình Vương đã không thể ghi bàn được trong pha bóng này. Tình huống dứt điểm ở một đẳng cấp rất cao. Tô Văn Vũ trồng biên, quả treo bóng của Tiến Linh. Ederson không được. Ederson đã mất hết cảm giác của một sát thủ hàng đầu V-League trong những mùa giải trước kia. Hiệp 1 thì BKMX Bình Dương mới có được những cơ hội đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống tạt bóng chính xác của Tiến Linh. Bóng đã đến với Ederson ở một vị trí cực kỳ thuận lợi, nhưng tiền đạo Duy Khánh nguy hiểm. Bóng nằm gọn trong tay của Dương Văn Lợi. Đó là một pha bóng mà các thủ BKMX Bình Dương đã phối hợp với nhau rất tốt. Tình huống treo bóng về phía sau, và ở đó Oliver với thể hình, với sức bật đã chiến thắng trong tình huống không chiến. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa góc quay này. Đường truyền không tốt của Hữu Tuấn, người cắt bóng là Duy Khánh. Rất hay. Xí Giáp rất kỹ thuật. Xí Giáp tuyến ai, có vẻ như là không hề có lỗi việt vị và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ BKMX Bình Dương, để giúp cho BKMX Bình Dương có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trước đó là pha xử lý rất tốt của Sĩ Giáp, người đã băng lên và thực hiện cú sút xa là Việt Cường. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý này. Tình huống xử lý rất nỗ lực và cố gắng của Sĩ Giáp. Của Tuấn Anh, Bình Vương, Văn Toàn không vào. Chúng ta cùng xem lại đường truyền rất kỹ thuật của Bình Vương. Văn Toàn đã di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị và thực hiện được tình huống dứt điểm. Người đã bị Văn Toàn vượt qua trong pha bóng vừa rồi là Thanh Long. Thiếu may mắn một chút. Duy Khánh không vượt về. Rất tiếc cho BKMX Bình Dương, người đã bỏ lỡ cơ hội là Hồ Sĩ Giáp. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cú vẩy móng ngoài chân phải điệu nghệ của Duy Khánh. Người đã dứt điểm không phải là Sĩ Giáp mà là Nguyễn Trần Việt Cường, và Sĩ Giáp chỉ là người đá bồi mà thôi. Minh Vương, Đoàn Đào. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của Đoàn Đào. Một đường truyền giấu ý đồ rất hay, rất thông minh của Minh Vương, nhưng Đoàn Đào lại đã ở vào vị trí việt vị trước đó mất rồi. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp hay. Đây cũng là một đường truyền giấu ý đồ hay của Hồng Duy, và tiếp tục lại là một đường truyền giấu ý đồ khác nữa của Minh Vương.